À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lược La Mã 2. Mình là Tô Tân qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của ra faction Syndicate trong cái bản map lớn nhá, bản map chính của phiên bản này. Thì các bạn cũng biết rồi, ở tập trước thì là mình đã giới thiệu với các bạn, anh chia sẻ các bạn cái kinh nghiệm cơ bản nhất của mình trong cái công tác quản lý hệ thống chính trị, những cái khái niệm cơ bản nhất của cái game này. Bởi vì sau khi nó update lên thì nó rất nhiều thay đổi nên mình cũng phải chia sẻ với anh em, để rất nhiều anh em đề nghị nên mình đã phải làm lại để có gọi là một cái sự chia sẻ với anh em về cái cách quản lý hệ thống chính trị ở các cái vùng này. Nói chung thì đến bây giờ thì là mọi thứ ổn rồi, nhưng mình thấy nhá, cái vùng này từ từ nâng cái này lên, sợ hết lương thực không nhỉ? Hết đấy, hết lương thực thì toi. Vùng này có 4 phút rồi, tạm thế đã. Các bạn cũng biết rồi đấy, ở tập trước thì mình giới thiệu các bạn cái cơ bản hệ thống chính trị rồi. Thì ở tập này mình đang nâng cấp các cái nhà quân này lên này. Thì ở lượt sau mình sẽ mua quân và sẽ đi đánh cái thằng Ai Cập này. Cái thằng đệ này của nó ấy, thằng đối với Faction Seleucid thì các bạn biết rồi, ban đầu vào chúng ta chỉ có một cái vùng lãnh thổ bé xíu xíu ấy. Đây, đất của mình ban đầu chỉ có như này thôi, và xung quanh thì toàn kẻ thù. Các bạn phải ngoại giao, ngoại dũng các kiểu gì đó để làm sao để đạt một cái thằng... hôm nay thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút cho các bạn về vấn đề ngoại giao trong Total War nói chung và Total War Rome 2 nói riêng. Các bạn ngày xưa các bạn đi học chính trị ý, thì triết học thì các bạn có lẽ là bây giờ mình nhắc lại những cái khái niệm cơ bản của triết học thì các bạn đều thuộc đến mức độ quá thuộc rồi, nhưng mà mình tin là rất nhiều bạn là đọc thì có thể thuộc rồi nhưng cũng chả hiểu cái khái niệm đấy người ta nói thế có nghĩa là gì cả. Các bạn học chính trị thì những cái môn khái niệm nhập môn của triết học là gì? Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, sự thay đổi về chất đến sự thay đổi về lượng. Nói đây thì chắc là nhiều bạn bảo ôi nhàm lắm rồi, em nghe nhiều lắm rồi, thầy giảng nhiều lắm rồi, em biết rồi. Thế nhưng trong số các bạn đang có cái gì đấy để trực quan để các bạn hiểu cho cái tại sao người ta nói thế chưa? Ở đây mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn xem thích tóm lại cái đấy nó là như nào. Ở đây mình sẽ thử đề nghị thằng này. Bây giờ hiện tại phía Bắc đây nhá, Bắc của mình thì mình chơi được với thằng này rồi này, chơi với thằng này này và thằng đệ của mình đây rồi. Nói chung đệ của mình thì ok. Còn duy nhất thằng này nó giáp mình phía Bắc mà mình chưa có được một cái quan hệ ngoại giao gì với nó. Thì bây giờ mình phải làm gì? Mình sẽ đề nghị một nó. Có lẽ mình sẽ đề nghị cái dễ nhất để với hai faction với nhau thì là đề nghị giao thương. Vâng, có lẽ mình sẽ đề nghị. Vâng, đề nghị chơi. Để xem nó đồng ý không nhá. Tất nhiên là các bạn nhìn này, khi một cái đề nghị ngoại giao thì mình sẽ nói cái tựa vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức và sự thay đổi về chất đến sự thay đổi về lượng. Cả ba cái mệnh đề đó đều trong cái khái niệm cơ bản đó đều trong cái hoạt động này của mình này. Thứ nhất, vật chất ở đây là cái gì? Là tiền. Một cái rất dễ để chúng ta có thể nhận thấy. Các bạn nhìn nhá, bây giờ mình sẽ đề nghị nó trade này. Đấy. Ở cái mức không cho nó một đồng nào thì là ở mức low, có nghĩa là chưa có vấn đề gì này. Bây giờ mình sẽ tăng tiền lên, chắc là mình phải tầm 1.000 mới ra nó mới chịu. Mình phải trả tiền cho nó chịu chứ. Đó, các bạn thấy chưa? Vật chất phải có trước. Trade là gì? Trade nó là một cái hoạt động mà mình đề nghị người ta. Thì nó nằm trong ý thức của cái thằng này này, Galatia này. Vật chất phải có trước là tiền phải đi trước thì nó mới thay đổi quan điểm của nó. Ý thức có sau là cái này. Vật chất quyết định ý thức ở đây, gì là tiền, nó sẽ quyết định thay đổi cái quan điểm của nó. Đấy. Và đấy, đấy là cái mệnh đề thứ hai nhá. Hai mệnh đề đầu tiên này, vật chất có trước này, là phải tiền có trước thì nó mới bắt đầu. Đây. Các bạn nhìn này, đấy, phải có tiền trước các bạn mới đề nghị được tiếp các cái này. Đấy. Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất sẽ quyết định ý thức ở đây. Một cái thứ ba, đó mà lúc nãy mình nói đó là sự thay đổi về chất đến sự thay đổi về lượng. Ở đây mình đề nghị ở mức này thì mình chưa biết nó đồng ý không. Đó, nó chưa đồng ý. Thế thì đây, chúng ta sẽ đề nghị lại. Lúc nãy 1.000 nó không chịu đúng không? Bây giờ ta tăng lên 1.500. Sự thay đổi về chất xem có đến sự thay đổi về lượng không? Sẽ thay đổi về lượng cho đến sự thay đổi về chất. Đây, chúng ta cho 1.500 đồng xem có chịu không? Đó. Đấy là mệnh đề thứ ba nhá. Các bạn thấy không? Triết học không phải là cái gì đó khô khan khó hiểu đâu, nó là rất đơn giản, chẳng qua chúng ta không hiểu nó thôi. Đấy, bản chất của xã hội vận hành nó cũng là như vậy. Khi các bạn đi xin việc các bạn cũng vậy thôi. Các bạn bây giờ đến nói chuyện không bằng nước bọt nó không có hiệu quả đâu, nó không có giá trị.
lời nói bằng nước bọt nó không có giá trị đâu. For the sake of friendship that has been and... Tất nhiên mình có thể chơi với thằng này, nhưng thằng này nó đang chiến tranh với thằng này mà nó cũng không có cái gì nguy hiểm với mình lắm. Thì mình tạm thời mình chưa vội, sợ mình chơi nếu thằng này nó lại thắng trong một trận chiến nào đó thì mình rất gặp rắc rối. Nhưng mà tạm thời mình sẽ để thằng này xem tình hình nào đã. Một trong hai thằng này chết thì mình sẽ chơi. Rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nhập môn chính trị như vậy. Triết học nhầm, không phải chính trị mà là triết học. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, hệ thống chính trị mình đã phân bổ khá là đồng đều ở đây. Các bạn nhìn này, hiện tại bây giờ đang là 8 và 4. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ phải tăng lên một xíu, tăng cái mức độ trung thành của các phe phái lên. Cái cách để tăng lòng trung thành thì nó khá đơn giản thôi. Các bạn cứ cho nó lấy vợ là 1 này, bổ nhiệm cho nó thêm vài tướng nữa là 2. Ví dụ như thằng này thì bây giờ mình sẽ cho nó lấy vợ đã. Đây, để cho nó lấy vợ các bạn kích vào đây. Bây giờ nền kinh tế, tại sao tập trước mình chưa làm được? Bởi vì mình khá là eo ọt nền kinh tế. Nhưng ở tập này thì khác, chúng ta có thể có tiền rồi. Chúng ta sẽ cho nó lấy vợ. Bởi mỗi một cái hoạt động này các bạn sẽ nhìn đây, cho nó lấy vợ thì chúng ta sẽ mất 560 đồng và 20 điểm ngoại, 20 điểm Carapitus. Cho nó lấy vợ phát ạ. Để nó sẽ... Rồi. Cái việc lấy vợ này thì nó sẽ tăng... Đâu nhỉ? Nó cộng thêm mấy trung thành vào đấy. Đây, bây giờ nó lấy vợ thì vợ của nó cũng có thể bổ nhiệm được. Đó sẽ cộng 3 trung thành cho cái party của nó. Và tăng weight này, tăng Carapitus nó này, tăng 3 trung thành này. Đấy, các bạn nhìn nha. Phe này nó đang từ mấy nhỉ? Nó là 8 à? Thế là mấy nhỉ? Bây giờ nó lên 11 rồi. Đấy. Thằng này cũng thế, mình sẽ cho nó lấy vợ để nó tăng trung thành lên này. Bọn này chưa có vợ. Lấy vợ xong thì đồng thời mình cũng sẽ có thể bổ nhiệm luôn cho vợ nó nữa. Đấy. Cái này miễn phí nhá. Cái đầu tiên này miễn phí các bạn ạ. Không mất gì cả và lại tăng trung thành của nó. Thằng này nữa. Chưa đủ. Không có character để lấy. Em này thì có thể cho lấy chồng ấy, nhưng mà từ thôi cứ từ từ. Đấy là xong cái phe thứ nhất. Mình nghĩ là có lẽ mình sẽ cho nó kiểm soát một cái hạm đội nữa. Nhưng mà bây giờ cái phe này thì ổn, nó cao này khá cao đúng không? 14, phe này lại thấp hơn. Phe này thấp hơn thì bây giờ mình sẽ bổ nhiệm cho nó một tướng hải quân nữa để nó tăng tiếp cái trung thành lên. Phe đấy là phe Patria thì phải. Đây. Đây, 1600. Tướng hải quân thì gần như nó chẳng có tác dụng gì cả các bạn ạ. Hải quân thì mình ban đầu này chỉ có để gọi là câu giờ thôi. Đây, bạn cứ mua một tạm một thằng. Bây giờ bạn vào bạn sẽ nhìn thấy cái danh sách tướng của phe này nó tăng thêm một thằng, đúng không? Không cần tăng lên cấp nữa đâu. Tốn 2000 tốn lắm. Đây, nó tăng thêm một thằng nữa. Các bạn có thể đầu tiên là cho tăng cái này đã. Upkeep này nó sẽ tăng cộng 2 trung thành này. Đấy, giảm upkeep nữa. Chưa cho lấy vợ được vì chúng ta hết điểm rồi. Hết điểm hoạt động rồi. Có thể là lượt sau mình sẽ cho nó lấy vợ. Rồi. Ok. Điểm trung thành của nó xem nào. Lên 6 điểm. Rồi. Lượt sau nữa thì mình sẽ từ từ đó bây giờ. Mấy cái đứa này... Thôi phe của mình thì đây, phe của mình cũng phải bổ nhiệm một tí á để cho nó tăng các điểm lên. Em này trừ mất 2 điểm. Mình tăng những cái này thì sẽ bị trừ mất 2 điểm. Thằng này số 2 rồi. Thôi để phe sau, lượt sau mình sẽ cho nó lấy vợ là nó tăng lại ngay. Rồi. Chúng ta phải tăng đồng đều cho tất cả các phe phái. Đây thì mình đang mua quân lên rồi, không sợ. Thế là lượt sau thì mình sẽ bổ nhiệm tiếp một thằng tướng nữa của phe này. Nó sẽ có 3 tướng hải quân. À, mua luôn đi. Phe của nó đâu? Xem nào. Phe của nó hiện tại có 1 đô đốc hải quân, 2 đô đốc hải quân. Phe này thì 2 đô đốc hải quân, còn này thì chưa. Có tất cả 4 đô đốc hải quân mà. Rick này. Mình có thể tuyển thêm 2 đô đốc hải quân nữa mà. Rồi. Mua một cái thuyền cho gọi là có. Đấy. Rồi sau là nó sẽ tăng trung thành lên. Ở đây nữa chúng ta sẽ thêm một đô đốc hải quân nữa cho nó. Mình đang nhiều tiền mà. Cái phe, các phe khác các bạn cứ cho nó hải quân đi. Ô, mắc à?
Anh nhất để bổ nhiệm thằng này thì hay hơn nhỉ. Your orders. Thằng Colidon này. Đúng không? Thay thằng Colidon vào. À không. Ở đây hiện tại có hai. Mình sẽ cho nó thêm một thằng tướng nữa để chạy theo quân đoàn của mình. Đây. Phe thằng Athanas này của phe nào? Athanas của phe này rồi. Thế thì thằng tướng của phe kia nó tên là gì nhỉ? Thằng tướng của phe kia đây. Đây. Cho nó xuống đây. Mình đã đảm bảo được cái phần an ninh ở phía bắc rồi. Mình sẽ cho hai quân đoàn này xuống để nó đi ăn ké kinh nghiệm. À, khi mà cái quân đoàn chủ lực của mình tấn công. Đấy. Nó cứ đứng cạnh là chúng nó ăn kinh nghiệm, nó chả cần quân nhiều đâu mà. Đấy. Đây quân đoàn chủ lực của mình đây. Thằng này cũng phải mua ít quân đã, tranh thủ. Thôi được, để thằng kia nó mua quân xong đã. Lượt sau là có xe bắn đá và có lính cận chiến rồi. Đó, cái vùng này thì mình chờ cái độ phát triển nó lên mức 5 để mình xây tiếp. Còn đây thì mình đã để này thôi, mình đang nghiên cứu sang cái công nghệ này. Đây, để có xây được cái công trình nó tăng tốc độ nghiên cứu khoa học. Đấy, về vấn đề ngoại giao, kinh tế, chính trị của mình bây giờ đều là như vậy, khá ổn. Chiến tranh với duy nhất thằng Ai Cập, ngoại việc ổn, không lo. Rồi, qua lượt đã nhá. Anh em tạm xem đến đây có vấn đề gì không? Chắc là ổn rồi đúng không? Ngoài ra khi mình bắt đầu nghiên cứu sang nhánh nhân sự, mình sẽ tuyển được thêm một lớp Agent nữa. Ngoài thằng Spy. À, thanh niên này đuổi của mình. Chạy thôi. Rồi, thằng đệ của mình nó sẽ lên bờ này. Rồi. Hay quá cơ. Mẹ nó lại gửi thư đen tống tiền mình làm mình mất hết tiền này. Chơi 3k Vitas Burton lại có một cái sự kiện xấu gì đây. Mẹ nó làm trò gì đây? Hiến tế một con bò, hiến tế một đứa trẻ. Ôi mình nghĩ là hiến tế trẻ con thì nó độc ác quá nhỉ. Thôi hiến tế con bò thôi. Bò thì mình, nói chung là mình, tính của mình nó vẫn cứ có cái gì đó hiền lành. Mình không thể làm những cái việc độc ác như vậy. Bây giờ bảo hiến tế một đứa trẻ con thì chắc mình không làm được. Thế là phe này thì đây cho nó lấy vợ đã. Rồi, bổ nhiệm luôn vợ nó. Sao nào, trung thành đến 5. Ok rồi. Hiến tế một đứa trẻ con. Không thể, mình không thể làm việc đó được. Rồi. Mức độ kiểm soát của mình có vẻ hơi cao nhỉ. Có lẽ mình sẽ rút bớt xuống một xíu. Dưới 50% thôi. Trên 50% là nguy cơ có thể xảy ra đảo chính thật sự đấy. Bổ nhiệm tiếp một tướng của phe Pacha. Giảm 10 upkeep này. Ready for battle. Cho nó mấy thằng quân, hai con ngựa đi. Đây rồi. Mình sẽ bổ nhiệm cho các phe kia để nó tăng tiếp cái điểm của nó lên đấy. Thằng này chưa bổ nhiệm được. À đâu, thằng mới đâu nhỉ? Epatia vừa thêm một thằng mà. Đây. 20 years old, 20 tuổi cơ. Mới được, thằng này bao nhiêu tuổi? Nó có 16 tuổi. 16 tuổi chưa bổ nhiệm được. À, thôi được. Cho mày quân đoàn này phải mua quân đã. À, cái lính Seleucid này nó rất nhiều loại quân các bạn nhìn này. Voi này, ngựa các kiểu này, ngựa lém lao này.
lạc đà này, lính giáo này, lính sti này, đây, lính kiếm này, đấy, các bạn thấy không, rất nhiều các loại chủ quân. Lính sti thì chúng ta không cần nhiều đâu, 4 đơn vị thôi, còn lại để cho vào các cái chủ quân khác. Mấy thằng này xuống đây. Thằng này lên đây. Put your backs into it, you men. Waiting for a new course. It is an honor to serve. Ăn ké tí kinh nghiệm đi. Thằng kia đã chuẩn bị công cái thành này rồi. Cho ba cái hạm đội này lên đây. Đây nữa, chúng ta còn mấy cái hạm đội liền. Chỉ tối đa được 3 cái hạm đội tấn công thôi. Nó sẽ được ké một tí kinh nghiệm. Rồi. Có 4 hạm đội. Rồi qua lượt đã. Kinh tế của mình ổn, mọi thứ ổn. Đây, chúng ta đã unlock nốt cái này để xây cái công trình cộng đồng ở đây. Để chúng ta lượt sau chúng ta sẽ nâng cấp nhà lên. Rồi sau đó mình sẽ phải nâng cấp ruộng lên đã, rồi bắt đầu mới xây các khác. Thôi, không có việc gì để làm nữa. Cũng hết tiền, tiền thì chưa hết nhưng mà hết việc để làm rồi. Mình sẽ qua lượt đã. Bạn thấy không? Đánh theo một cái định hướng nào đó thì bạn sẽ tiến nó rất là an nhàn. Thằng đệ của mình này. Đánh đấy, thằng đệ của mình đâu rồi? Ô, thằng này nó bị điên này. Nó nhảy xuống nước để nó đánh nhau này. Retreat! Retreat! Ha ha. Nó nhảy xuống nước, nó đánh thì nó ngu đòn rồi. Hải lục quân mà xuống biển thì nó ngu đòn này các bạn nhìn này. Đấy. Trận này chả cần phải đánh auto cũng thắng này. Mày ngu học. Đó. Thằng đệ của mình nó sẽ nhảy vào nó chiếm thành này bây giờ. Ồ, đề nghị đồng minh á. No. Ông đệ mình. Ai rồi. Ok. Chuyện này thì mình chỉ việc tiếp viện thôi. Quá dễ. À, các cái phe khác khi mà nó thắng trận đấy các bạn ạ. Thì nó cái mức độ trung thành của nó cũng tăng lên. Vâng. Các bạn là điều khiển nó được thắng trận là nó cũng sẽ tăng trung thành lên. Đấy nha, các bạn nhìn này. Chắc chắn nó sẽ lên cấp. Đây. Nó sẽ lên cấp. Cộng vào cái này để tăng tốc độ nghiên cứu khoa học này. Tăng Capitas này. Thằng này cũng lên cấp này. Đấy. Nó lên cấp đấy. Cảnh báo chiến tranh trong vòng 3 lượt nữa. Đội chiến á. Nội làm sao được mà nội. Chiến làm sao được mà chiến. Cho thanh niên này lấy vợ. Lấy vợ này. Lấy vợ này. Trung thành của các phe cao này có mà làm sao nó nổi loạn được. Không có nội chiến được đâu, nó dọa mình rồi. 49% rồi, hết cơ nguy cơ rồi. Các bạn đừng để nó quá 50% là được. Mình đã giảm xuống 49% rồi. Nguy cơ nội chiến đã bị loại bỏ. Khi mình đã cân bằng quyền lực cho các phe. Rồi. Rất ổn. Đấy. Trung thành nó tăng vù. Thằng này 33% rồi mà vẫn thấp thế này. Rồi. Mấy thằng này ăn được tí kinh nghiệm phát phấn khởi lên. Lên trung thành cao vãi luôn. Và cho thằng này vào đây để hồi quân. Quân đoàn này lượt sau 2 lượt nữa mua đủ quân à. Rồi cho mấy thằng này đi thì ăn ké kinh nghiệm. Giờ mình bây giờ cũng đang hết lương thực. 13, nói là 13 lương thực thôi nhưng mà mình nâng cấp các cái này lên nó sẽ tốn rất nhiều lương thực này. Và đang tính đã, để những vùng này lương thực nó cũng chưa tự chủ được. Có thể mình sẽ phải nâng cấp ruộng, đúng không?
À, cứ qua cái lượt đã, mua đủ quân đã để còn đánh nhau đã. Thằng Ai Cập thì bây giờ nó đang gặp phải chiến tranh với rất nhiều nơi. Mình chưa biết là mình sẽ lên đánh nó hay không. Honorable enemies, we will be in war. Ôi, cái thằng mặt giặc này tự dưng lại chiến tranh mình đấy. Will fall into darkness and this... Rất dở hơi, rất ngớ ngẩn nhá. Cái này chúng ta có hai sự lựa chọn, hoặc là chúng ta sẽ thêm được một tướng, hoặc là sẽ tăng lòng trung thành, cộng 6 lòng trung thành cho tất cả các phe. Mình nghĩ là mình sẽ cần lòng trung thành hơn tướng thì mình có thể tuyển bất kỳ lúc nào. À. Thằng khỉ này, chắc mình phải đề nghị hòa bình với nó tiếp. In time, two things always smell. Nó không chịu rồi. Các bạn thấy không? Chắc lại phải bơm cho nó tính tiền rồi. Chúng ta chưa muốn chiến tranh ở nhiều hướng thế. Các bạn nên hạn chế. For a moment, I thought you were asking tất nhiên for là sau này mình cũng phải diệt what này. A fine joke. 1000. You plead for peace. Plead some more. Grovel even. Các bạn nên dùng tiền để làm chính trị và ngoại giao đó, để các bạn đảm bảo được một cái an ninh nào đó. The haggling is done and we have an end to our talk. Rồi. Chúng ta cần một sự ổn định ở khu vực phía đó đã. Mình không muốn chiến tranh quá rộng, mặc dù nó chiến tranh mình thì nó sẽ đánh thằng đệ mình thôi chứ nó chưa đánh được mình, nhưng mà nó đánh qua thằng đệ thì nó sẽ đánh đến mình. À, chúng ta phát hiện ra một friend. We will speak together of whatever you wish. Lâu thì chắc chắn là không được rồi. Well, no. We see little gain in trade between our people. Rồi, ngon. This is fair to my people. Chúng ta cứ gặp được thằng nào mà trade được thì chúng ta trade. Thằng này nó đang chiến tranh đúng không? Chúng ta từ từ mà nó lại gần mình quá. Có một số thằng thì mình sẽ đập nên là mình sẽ không trade. Chết rồi, thằng này bây giờ mất rồi. Bây giờ thằng này nó nổi lên này. Đấy, rất là căng đấy. I am here then. Speak your words. Có thể mình cần phải cho một quân đoàn của mình tiến lên phía bắc để bảo vệ khu vực đấy. Thí dụ như quân đoàn này. Sau khi mua quân xong. Thằng này thì cho quân đây. Tiến sát lãnh thổ nó để mua quân nó nhanh. Thằng này mua quân đi. Ngựa. 1, 2, 3, 4. Rồi. Chiến tranh ở đang trước mắt rồi. Thằng này nó chiếm đến đây. Mình xem tình hình là nó có thân được với thằng Armenia không ạ? Thân với thằng Armenia. Thằng này không thân ai, không chiến tranh với ai. Để xem tình hình nào đã. Thằng này thì đang bận chiến tranh trên này. Có lẽ mình sẽ đề nghị nó một cái giải pháp mang tính chất các bạn nhìn này, bây giờ giữa mình và nó không có một cái điểm chung gì cả ngoài chiến tranh với thằng này. Nhưng mình thì mình không ngốc đến mức đi chiến tranh với thằng này, nếu nó lật lại được thì chết. Bây giờ chúng ta, thằng này thì nó đang chiến tranh với cái thằng gì ở Tiris ở trên này. Bây giờ chúng ta muốn hòa bình thì chúng ta có thể dùng một cái giải pháp rất là mang tính chất bắc cầu là chúng ta sẽ đề nghị cùng tham chiến với kẻ thù của nó để ghi điểm ngoại giao với nó. Ví dụ như thế này, cái việc này khi và nói ít thôi, khi mà chúng ta đề nghị cùng tham chiến này thì cái điểm ngoại giao giữa mình và nó sẽ tăng lên. Và kẻ thù của kẻ thù là bạn, một trong những nguyên tắc ngoại giao mình sử dụng khá phổ biến. Các bạn đã xem các chiến dịch khác của mình rồi thì các bạn sẽ biết đây là một trong những nguyên tắc để tồn tại trong một cái thế giới không phẳng, thế giới mà xung quanh đầy hỗn loạn. Các bạn buộc phải tạo cho mình một cái chỗ đứng an toàn. Đây là một trong cách mà mình hay sử dụng đó. Bây giờ các bạn nhìn nhá. Thằng này thì ở tít trong góc này. Thằng này. Đấy, xung quanh của nó thì vô số kẻ thù. Vì thế nên nó có thêm mình kẻ thù nữa mà mình chả đánh nó thì cũng chả ảnh hưởng gì. Trong khi thằng này nó sẽ tăng cái điểm ngoại giao của mình lên. Tất nhiên mình sẽ phải đề nghị một vài tí nữa. Nhưng mà tạm thời trước mắt có một cái như vậy nó cũng sẽ đỡ mình hơn. Ngoài ra có thể mình sẽ... Mình chưa biết được, nhưng nếu thằng này... Thôi được, kệ đó. Có một cái điểm chung thế đã, để tạm thời mình có cần một sự ổn định phía Bắc. Diễn biến nó thay đổi liên tục đúng không? Đợt trước cái thằng này nó đang kiểm soát đây thì mình phải lấy lòng nó. Bây giờ đến thằng này thì mình lại phải lấy lòng thằng này. Xã hội nó là như vậy.
Xã hội đó là như vậy, chúng ta phải là nó như thế nào nhỉ? Liệu cơm mà gắp mắm thôi, chả có cách nào cả. Thôi quá lượt. Tất nhiên sau thì mình cũng phải tiến lên phương Bắc thôi, chứ không thể cứ thủ mãi ở phía Nam này được. Nhưng mà chưa phải lúc này. Thằng này nó đề nghị là lên lên phòng thủ à? Không, không, không. Ban đầu này các bạn không nên phòng thủ bất kỳ ai cả. Các bạn cứ hòa bình cho mình. Bạn là... cái gì đây? Patria với bọn này đánh nhau à? Hòa bình hay đánh nhau? Hòa bình với thằng này. Thằng này, chiến tranh với thằng này. Ôi, cái bọn điên này nó cứ đánh lẫn nhau kệ bố chứ mà. Và thằng này. Chúng ta đang ở một thế giới rất là... À, thằng này nó lại chiếm được cái tỉnh này này. Chơi nó bắt xem nào. Greetings to you. I trust you come. Không, không. Nguy hiểm lắm. Chúng ta đang giáp thằng này mà lại chơi với nó là để chúng ta gặp rắc rối đấy. Thôi được. Am I always to be disturbed? Ok. Dù sao thì nó chưa ghét mình đến mức độ không thể giải quyết được. À, quân đoàn này tiến thôi. Giải quyết tỉnh này cho anh. Mấy thằng này đã tiến xuống đây. Bọn này đi chủ yếu theo để gọi là ăn kinh nghiệm các bạn. Các bạn cho nó theo này thì nó ăn được kinh nghiệm. Nó bonus cho cái kinh nghiệm. À, khi chúng ta nâng cấp xong cái nhánh dân sự này thành công thì chúng ta sẽ... Bây giờ mình phải nghiên cứu vào ruộng đấy, để nâng cấp ruộng lên đã. Thì nó sẽ cho phép các bạn tuyển thêm một lớp agent mới. Đây. Thì bây giờ mình sẽ mua cái thằng agent nào để nó tăng cái gì. Thằng này tăng... Đây, cái này hay này. Tăng hồi quân các kiểu này, hồi quân này. Tăng điểm trung thành nữa này. Đấy, mình rất quan tâm đến cái vấn đề trung thành và tướng lĩnh hơn là tiền. Đấy. Giảm upkeep cho quân đội. Tiền thuế corruption. Cái này tăng nhanh. Đây, giảm upkeep cho quân đội. Rồi. Tăng vào cái này để nó tăng tiếp 2 điểm trung thành cho cái quân đoàn mà nó đứng. Cái tướng mà nó kéo. Mình cho vào quân đoàn đấy. Rồi, cái việc này qua. Thằng này mua quân đã. Giờ có quân đã thì mới tính nhỉ. Mua quân đã. Mình đang nghèo đấy, cũng hết mất tiền rồi đấy. Phải mua quân để kéo lên phía Bắc phòng thủ. Chưa biết thế nào, tình hình phương Bắc chưa biết thế nào. Càng lắm. Thôi qua lượt, xem trung thành của các phe nào đó. 32, 40 điểm, các bạn thấy chưa? Trung thành cao vũ chỉ này lo gì? Rồi. Khi mà trung thành của nó cao như này thì chúng ta sẽ bắt đầu bổ nhiệm cho các cái tướng ở phe chúng ta nhé. Một số cái... đây. Chúng ta sẽ bắt đầu bổ nhiệm cho... À đây, cho phong chức cho hoàng hậu này. Tăng điểm trung thành lên này. Con này nữa. Tốn tiền thì thôi. Thằng này phải lấy vợ à? Thôi từ từ. Bây giờ cái gì đó... Lấy vợ để sau đi. Tốn tiền quá. Các phe này nó cao rồi. Ba mấy điểm rồi. Chúng ta không sợ. Bây giờ cho nó lấy chồng này. Lấy chồng thì mình sẽ có thêm một thằng tướng nữa. Thằng này cho lấy vợ đi. Vợ của nó nữa. Tăng cái này nữa. Các phe kia nó cao rồi thì mình cũng phải cân bằng phe của mình chứ. Không để phe của mình thấp quá cũng nguy hiểm. Đấy. Hệ thống chính trị của chúng ta vẫn ổn. 28-36 ổn rồi. Cứ từ từ thôi. Chúng ta lên bổ nhiệm một cách từ từ và công bằng. Vâng. Lát cắt salamit. Salami. Đó là chính sách về quản lý của mình. Đây, chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên để nó tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học. Các bạn nhìn này, đấy, tăng 6% tốc độ nghiên cứu khoa học. Rồi, chúng ta nâng ruộng tiếp. Để nghiên cứu xong cái này, chúng ta sẽ nâng cấp được ruộng. Rồi, chúng ta nâng vào đây để nghiên cứu thêm cái đầu bò này có được tất cả.
Phải có lương thực đã thì mới làm được những việc khác. Không có lương thực chúng ta sẽ có cái đầu lâu đỏ đỏ trên các quân đoàn và chúng ta sẽ mất quân sau mỗi lượt. Nguy hiểm lắm. Rồi. Ồ. Cái gì đây? Hai thằng này hết chiến tranh với nhau à? Chỉ có một thằng bị tiêu diệt. Bổ nhiệm vào cái này đã. Cái này nó sẽ tăng phòng thủ này. Tấn công phòng thủ cho lính Spy. Cái này chỉ dành riêng cho lính Spy này. Khác hỏi, không sao. Những trận đánh easy này chúng nó không có quân giữ thành này, chúng ta auto. Các bạn nhìn nhá, sau trận đánh này chúng nó lại tăng trung thành lên một chút xíu nữa. Rồi. Mấy thằng này lại tăng trung thành lên này. Rồi. Ready for battle. Tướng của chúng ta lên cấp cũng phải bổ nhiệm. Chia cho thằng này ít quân thôi. Chia cho nó ít quân. Rồi. Nhà lính à? Thôi từ từ. Xây công trình khác đã. Vùng này có lương thực. Cái công trình này nó có được cộng lương thực ở mỗi lượt. Hay quá cơ. Sang đánh đất của thằng Ai Cập à? Hay thằng này. Mình lo nhất là thằng này. Mình nghĩ là thằng này mới là thằng nguy hiểm nhất này. Mình phải diệt được thằng này đã. Thì mình sẽ bình định ở khu vực phía dưới. Nếu như vậy thì đây, quân đoàn này đang mua quân. 13 rồi. 6 1, 2, 3, 4 mũi cung. 3 xe bắn đá. Rồi, 2 lượt nữa. Các hạm đội mình tiến vào đây đã. Ông đệ của mình cũng kiểm soát được tỉnh này rồi. À, thằng... Hai thằng này hòa bình với nhau à? Đúng rồi, lúc nãy nó có cái thông báo là hai, hình như hai thằng này hòa bình với nhau. À, không phải hòa bình mà trở thành chư hầu. Thế thì mình chơi với nó được. Thì chúng nó không chiến tranh với nhau nữa thì mình sẽ chơi được. Được. Thằng này... À, nội chiến Hy Lạp. Đánh nhau với Macedon và thằng Epirus. Thằng này cũng vậy. Mình chiến tranh với thằng này và thằng này lại chiến tranh nên là mình lại khá là thiện với nó. Rồi, bạn thấy chưa? Thằng này nó lại kéo lại. Đấy, chúng ta không thể quyết định theo phe nào được khi khu vực này vẫn đang biến động như thế này. Chỉ có ở đây, những thằng nào nó yên ổn một xíu thì mình sẽ trade. Chưa được, thằng này nó giáp biên giới mình, chơi với thằng kia là nó quánh mình, chết. Đó. Đó là ngoại giao, bây giờ chúng ta cứ phải phát triển đấy. Thằng Ai Cập nó đang chơi mình chơi nó trước ạ. Đây rồi. Chơi thằng Ai Cập trước đã. Hết việc để làm rồi. Mình xem trung thành của chúng nó tăng lên không nhá. 33-40 các bạn thấy không? Cho đi đánh trận nó thắng là nó tăng trung thành lên mà. Lý do thì các bạn kích vào đây. Trừ 25 điểm trung thành do độ khó của game, độ khó này. Tướng thắng trận được 9 điểm, thấy chưa? General win battle, các bạn thấy không? Đấy. Get barbarian, hành động chính trị. Đấy. Cái này cũng vậy. Tướng thắng trận được cộng 11 điểm. Đấy. Các bạn cứ cho nó đi đánh trận, thắng là nó lên mà. Mặc dù nó chỉ ăn ké theo. Còn đây nữa, mình cho tiếp mấy thằng này vào nữa thì nó ăn tăng tiếp này. Mấy thằng chính trị gia này vào. Nó còn trung thành, nó còn tăng lên nữa. 40. Thằng kia 37 rồi. 41, thấy chưa? 37 lên 41 luôn. Trung thành nó cao vãi trưởng luôn. Cho hai em điệp viên vào đây phát tăng trung thành lên. Với mức độ trung thành cao này các bạn yên tâm, không phải sợ nổi loạn nữa rồi. Đấy. Rồi. Ok, mọi việc ổn rồi. Quát lượt. Các bạn thấy không? Khi các bạn quản lý hệ thống chính trị và ngoại giao tốt thì bạn sẽ an nhàn trong các cái vấn đề tác chiến của bạn. Đấy, đó chính là vấn đề. Hero lên cấp.
nó bảo mình nghiên cứu một xây dựng một cái công nghệ đấy. Bạn thấy chưa? Thằng này nó lại tái chiếm lại được lãnh thổ rồi. Đấy, chiến tranh ở cái vùng này cũng rất bất ổn. Đấy, bây giờ thằng này lại chiếm vùng này, thằng này lại trả về vùng này. Chiến tranh là rất loạn lạc. Thằng nào giáp với mình thì mình sẽ chơi thôi, không đề xuất thêm một cái gì khác. Nhất là những thằng hàng xóm là chúng ta phải cố gắng hòa bình. Chơi thì có tiền thôi. Xây cái điện thờ đó. Cái vùng này nó văn hóa khác, mình xây cái điện thờ để nó tăng cái văn hóa chúng ta lên đó. Mình đã tính là có thể là mình sẽ phải tiêu diệt cái thằng khỉ gió này trước này. Đi qua vùng này chắc mất quân không? Chưa mất. Đây, tiến xuống đây và đánh vào đây. Nếu mình đánh được vào đây thì mình sẽ đánh nốt cái vùng này thì đảm bảo an toàn hơn. Chứ mình chưa tiến được sang đây thì mình đánh chỗ này, nhớ thằng này nó tuyên chiến với mình, nó đánh cả một giải đất này là mình bị vỡ trận luôn. Là mình rất là lo lắng. Mình đang chưa biết thế nào. Thằng Ai Cập chiến tranh với thằng gì đây? Chiến tranh với thằng Khút này đây. Thôi kệ nó. Tại sao mình nói mình chiến tranh được với thằng này? Vì mình có một cái... Đây, nó đang chiến tranh với thằng này. Mình sẽ lợi dụng tình hình thế giới để tính 15 lương thực. Cộng cái này mất 1 phút thôi. Thế có thể chúng ta sẽ tăng cái này lên để có thêm tí sẻng. Khi các bạn đánh trận thì các bạn phải có một cái giải pháp mang tính tổng thể nhá. Nó phải có một cái chiến lược nào đó thì các bạn sẽ an nhàn hơn. Chứ các bạn cứ đánh theo kiểu tiện đâu đánh đấy, các bạn cứ vạ đâu đánh đấy thì cũng có thể các bạn giỏi đánh trận thì các bạn thắng đấy. Nhưng mà cũng có thể 50-50 đó. Hay quá, cộng thêm trung thái uy quyền. Rồi, hết lương thực. Sao? Lương thực này nó sẽ tính cho toàn lãnh thổ. Đối với cái bản này nó tính lãnh thổ, toàn lãnh thổ. Chúng ta vẫn còn lương thực ở các vùng kia. Chị An bị tụt. Chị An bị tụt. Dương bị tụt. Không hiểu vì sao. Do có một cái chai xấu gì đó. Thôi được. Bổ nhiệm cho mấy thằng tướng phe khác ở đây tiếp. Còn 5 tướng Grick này. Cho một thằng Grick nữa ở đây. Tiến xuống đây. Mất tí quân rồi. Nhưng mà lượt sau sẽ hồi. Do thám xem nào. Thằng Ai Cập thì đang chiến tranh với mình. Thằng điệp viên của mình đâu rồi? Cho nó vào quân đoàn đã. Lúc nào cần thì rút nó ra sau. Ai Cập. Thằng này nó đang đóng quân ở đây đông nhỉ. Nhưng mà chắc là ăn được. Mình lại bắt đầu phải phát triển kinh tế lại, không là mình nghèo. Bọn này chiến nhanh loạn xạ. Enter friend and speak. Trade được thì cứ trade thôi. I think trade about... Mình đang trade với thằng này Macedon để xem cái bọn Hy Lạp này nó giải quyết như nào đã. Xem thằng nào nó sẽ lên cầm cái đó. Bây giờ chúng ta chưa biết thằng nào sẽ là thằng bá chủ hay người cứ từ từ đó. Chơi với thằng này thằng kia nó ghét chết đấy. Để xem thế giới nó thế nào đó các bạn. Đôi khi là được thêm vài cái đồng tiền trade thì chúng ta lại mất nhiều thứ hơn chúng ta tưởng đấy. Rồi, chính trị gia lên cấp. Tăng vào cái này cho anh. Cứ trung thành mà tăng. Tăng trung thành. Cái nào nhỉ?
Rồi, từ từ đã. Tăng trung thành lên. Nó chưa giúp quân đi à? Do thám cùng này cho anh. Đâu rồi? Do thám cho quân đội của nó thế nào đấy? Nếu nó không có quân đội thì chúng ta có thể tấn công nó được đấy. Đi trên sa mạc thì chắc chắn mất quân. À, có một đơn vị quân đồn trú đây. Ở đây, có lẽ quân chủ lực của nó chỉ ở những đây thôi. Chúng ta sắp có việc để làm rồi. Rồi. Nói như mình nói lúc nãy đúng không? Mình sẽ quyết định chiến tranh với thằng này để đảm bảo một cái vùng đệm an toàn đây. Mình không muốn gặp nguy hiểm đối với các cái vùng đất của mình. Vùng này an toàn rồi. 13 lực thực. Sợ. Đồng thời khu vực trên này đã tăng lại rồi. Nãy chắc bị cái chai xấu rồi. 20 này. Tiếp cái này lên để nó tăng cái văn hóa Hellenic cho chúng ta đi. Lương thực của mình cũng khá khá rồi, không lo. À, mình sẽ chiến tranh kiểu này. March, Commander. On the move. Ready for battle. Advance. Ờ, đánh kiểu này. Mình sẽ không công thành mà mình đánh như thế này thì à từ. Bây giờ thì có một cách để các bạn chiến tranh với thằng này. Hai cách. Cách thứ nhất, các bạn vào như này. Đây qua để tuyên chiến với nó. Cách thứ hai, vì thằng này nó đang chiến tranh với thằng này thì bạn có thể thông qua thằng này. À, bạn vào rồi đề nghị cùng tham chiến với nó. Rồi. So that we may fall. Ký cái hợp ước không xâm phạm lẫn nhau luôn. Để xem nào nó chịu không. Chắc mình sẽ đề nghị cái này trước. Rồi, chúng ta đã. Các bạn thấy không? Chúng ta có thể chiến tranh với một nước mà không cần phải tuyên chiến. Các bạn tuyên chiến, các bạn mất điểm ngoại giao khá nhiều đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh thằng này. Rồi, bây giờ tất cả quân trong thành của chúng nó sẽ ra yểm trợ. Trận này ấy, thì nếu bạn đánh kiểu này ấy, thì lượt sau khi bạn chiếm cái thành của nó rất là nhàn. Bạn không phải vây. Nhưng mà nó bạn sẽ rất vất vả vì đánh kiểu này rất vất đấy. Rồi, không sao. Vất nó là nghề của mình rồi. Chúng ta sẽ phải đấu với một lực lượng quân đông gấp bội mình. Cả quân thủ thành của nó cũng sẽ ra mà. Thế nên là chúng ta sau khi đánh xong trận này, chúng ta sẽ chiếm được cái thành này rất đơn giản mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian để vây thành. Khi nó có một cái thằng đứng ở ngoài như thế. Rồi, chưa biết quân tiếp viện của nó như nào nhưng mà chúng ta cứ giản quân trước đã. 1, 2, 3. Cho 4 thằng kiếm lên đầu. 4 thằng kiếm ở đầu, 2 thằng speed. Troops and awaiting orders. Royal Thorax swordsman. Một kiểu chiến thuật mới. Có vẻ như 4 thằng speed thì mới chịu được đòn nhỉ, 2 thằng. Hai thằng. Xa cái bản update này thì các bạn không thể dàn quân dài như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa bạn có thể dàn quân rất dài, bây giờ nó update nó rất giống Attila, các bạn không thể dàn quân dài được. Dàn được đến đây thôi. Ngày xưa đội hình phalanx chúng ta có thể dàn rất mỏng, bây giờ thì không dàn được nữa. Cung thủ. Nó cũng không có nhiều kỵ binh lắm mà chúng ta có kỵ binh. Trận này kỵ binh của mình sẽ có lẽ làm nhiệm vụ phòng thủ đó. Đấy, đứng sau tướng, đứng sau cùng này phòng thủ. Rồi.
chúng ta không vội được. Trận này chúng ta phải đánh với lực lượng quân đông hơn rất nhiều, mà lính của chúng ta chưa có kinh nghiệm đánh trận đầu mà, đúng không? Ta đánh trận nào đó? Từ đầu đến giờ bây giờ là chỉ đánh đầu tiên. Rồi, giết luôn thằng tướng, nói cho anh. Chưa biết quân tiếp viện nó vào từ đâu. Vào từ đâu thì kệ. Giết tướng của nó đã. Trong cái chiến tranh này thì các bạn cứ ưu tiên giết thằng tướng trước cho anh, cho mình. Bởi vì là tướng thì nó sẽ là trụ cột của quân đội. Nếu mà chết tướng thì tinh thần binh sĩ nó sẽ giảm rất mạnh. Rồi. Mình chưa nhìn thấy quân tiếp viện nó đâu. Chắc nó đang vào đây. Úi dồi ôi, gần đi thằng tướng rồi. Tướng của nó cũng là một cái đơn vị quân rất mạnh đấy, nó kỵ binh mà. Kỵ binh đời cuối, bao giờ tướng nó cũng là đơn vị lính đời cuối. Thôi dừng bắn đi. Rồi. Nó còn có gần đời quân, 8 thằng thì cũng chả làm gì đấy. Nó có vào thì cũng chả lấy tiếp được. Có lẽ mình cho mấy con ngựa mình đi do thám cho nó là quân của chúng nó đâu. Ta ra tin. Ta ra tin cavalry. Ngựa ném lao. Ta ra tin này thì tất cả các faction Hellenic đều thấy đều có. Kìa rồi, quân tiếp viện nó vào từ hướng này. At speed! Royal Thorax Swordsman! Ta sẽ đổi một chút xíu nhỉ. Để tấn công mình theo hướng này thì mình phải dàn lại đội hình nữa. Quick march. Double time. Understood, commander. Rồi, dàn lại đội hình nhé. Nó đang tiến lên, kệ đó. Advance at speed, pikes. As you command. Pikemen. Advance at speed. Pikemen archers. As you say. Commander. Orders. Rồi. At speed. Field artillery, yours to command. At your service. Rồi. Yours to command. Nó sẽ tấn công bên này trước này. Hai con ngựa mình rút về đây đã. Norex pikemen. At speed. Pikemen ready for orders. Chắc chắn luôn, nó sẽ tấn công bên này trước. Ballista! Get them, any of them! Fire! Tấn công cung thủ nó nào. Ui, quân nó đông lắm. Tiến lên với một lượng cực dày. Archers! We are at your command! Ồ! Trông vãi lúa! Tiến lên nào các em! Quá đấy! Chết nhờ! Đội kỵ binh của nó đâu?
May quá mấy bọn cận chiến này nó lại không đánh ngựa mà nó chạy ở giữa. Hy vọng nó sẽ tấn công ở giữa trước. Ready. Bắn vào cánh trước cho anh. Persian archers. Bắn vào đây cho anh. Ôi, mình speed của mình sẽ bị ăn đạn. At your service. Nó chưa tấn công tướng của mình. Ballista. Tiếp bọn này cho anh nhá. Bọn bên cánh này là hơi để bảo vệ tướng trước đấy. Rồi đây thằng này. Rồi bọn này tiếp. Ballista. Persian archers. Ôi hàng tăng của mình. Rồi, chúng nó không chịu vào. Đánh vào đây cho anh. Tiếp đến bọn này. Giải quyết được đơn vị tầm xa của nó thì mình mới có thể vào được. Rồi, nó bắt đầu tiến vào rồi. Pha lăng chuẩn bị. Pha lăng. Bật pha lăng lên. The enemy general is dead. Tướng nó chết rồi, hay quá. Hiệp bọn cung thủ của nó cho anh. Đây này. Vào đi, ngon thì vào đi. Xe bắn đá. Ngựa của chúng ta sẽ phòng thủ rồi, trận này không thể công được. Rồi, đội hình pha lăng rồi. Lính kiếm kết hợp với pha lăng, sợ. Ai à, nó tấn công cánh này, may mình cho tướng đứng đây. Thử mấy thằng phương tên này đi. Đây nữa này. One of our units has used all its ammunition. Đã rồi, chạy ra đây. Vào móc lốp cho mình rồi. Đấy, hit and run. Bật hẳn hit and run lên cho nó rực rỡ nhỉ. À, định chạy móc lốp à? Anh để sẵn lực lượng đây rồi, mày móc lốp này. Mày định móc lốp anh. Rồi, xe bắn đá của mình hết nhiệm vụ. Ăn nó luôn cho anh. Bọn này nó gần giống như xạ kích của Hung Nô. Nó chỉ không mạnh được bằng nó. Bọn này lên hết lao rồi à? Siêu. Ai già ơi, nó đánh mình giáp chứ. One of our units has used all its ammunition. Lùa chết nó cho anh. Yours to command. Sorry. Ăn làm sao được? Ăn làm sao được với anh? Mày liều để giao lấy nhau với anh. We await your command. Swords. Swords. At the double. Vâng. Chiếm lại cái xe. Tiến lên. Ăn. Hit and run luôn, vừa lém lao vừa lúa luôn. Hay quá, lại rút ra. Rồi, lại rút ra. Rút ra đồng thời quay lao lại lém. Đúng rồi. Bọn này nó khổ báo lắm. One of our units has used all its ammunition.
rồi mấy thằng này rút lại đây, mấy thằng cung thủ bắn gần hết tên rồi. À, chỉ đã truy sát chúng nó đã, truy sát chúng nó anh em, nhanh. Truy sát chúng nó không để ở trận sau chúng ta vây thành, đỡ phải đuổi nhiều. Nhanh. Nhanh. Tắt pha lăng. Bật pha lăng đuổi chậm lắm. One of our units has used all its ammunition. Rồi. Giết chúng nó càng nhiều càng tốt. Rồi, hai đội lượng này. Càng quay quân của chúng nó đông, rất đông. Gặp phải chiến thuật của mình thì tắt hết. Né nào xong trận chiến luôn. One of our units has used all its ammunition. Rồi, lùa. Lùa bằng hết bọn này. Sau trận này là mình chiếm thành đơn giản không? Quân trong thành nó chết hết. Các bạn thấy không? Seleucid mạnh không? At full glory. Rồi. Hết. Ra đây. Lùa chết cho nó luôn. Nào đi lùa tiếp nào anh em. Quân nó phần đông mà. Giết hết rồi. Chết hết rồi. Đính đầy đầu. Rồi. Thôi chúng ta đã chiến thắng rồi. Rồi kết thúc trận đánh ở đây được rồi. 2.500 quân đấu với 4.000 quân mà chỉ chết có 300 chiến sĩ, hơn 300 chiến sĩ. Đó là một cái thành tích cũng không hề tệ. Chứ nó có hơn 4.000 quân. Và chúng ta thì chỉ có 2.500 quân. Một thành tích cũng không tồi thế nào đúng không ạ? Rồi. Từ ngày Rome 2 nó update lên phát thì nó loát nước lâu hơn nhỉ. Update lên nó nhiều tính năng quá hay sao. Ngang ngửa với Attila này. Ít có cái bản nào mà ra đời lâu rồi mà vẫn được update liên tục như nào Rome 2. Rồi. May ha bưởi. Quân trong thành của nó cũng bị chết khơ khứ. Cái này nó sẽ tăng đam này. Cái này sẽ tăng cho chariot này. Và tăng đam cho tất cả các lính cận chiến này. Cho tất cả các đơn vị quân này. Học cái này đã. Rồi chúng ta công thành luôn. Các bạn nhìn thấy không? Quân trong thành nó chết sạch rồi. Bây giờ mình đánh auto cũng xong. Bởi vì nó chết sạch rồi mà. Nó ra đó nó tiếp viện cho cái quân đoàn ở bên ngoài. Các bạn chiếm thành rất đơn giản, không phải lo nhiều. Đấy, tướng cũng lên cấp. Thằng Chagabonus. Rồi, các tướng này cũng lên cấp thì nó sẽ tăng khá điểm luôn đấy. Còn này nó thắng trận mà. Đấy. Cả thằng này nữa. Đấy. Các phe khác nó cũng thắng trận là nó cũng được. Đây, bây giờ các bạn nhìn nhé. Thắng trận,
Đấy, được cộng 4 điểm. Phe bên này được cộng 8 điểm. Thằng này nó có 2 tướng, thằng kia có 1 tướng, nên là được cộng mỗi thằng được cộng 4 điểm. Sửa lại nhà, bỏ cái vùng này đi. Sửa lại cái này để nó tăng tốc độ nghiên cứu khoa học đã. Đây thì mình sẽ quay lại đã nhỉ. Thành này thì hơi vất đấy. Nó không có nhiều kỵ binh lắm đâu. Từ từ đã. None will escape. Từ nhá. Ở rồi. Ready for orders. Tiến xuống phía Nam. Nhưng mà mình vẫn phải giữ quân ở đây để phòng thủ thằng Ai Cập. Đây này. Thế nên là mình chưa tiến quân đi được. Cái thằng này đứng ở đây chờ thằng này nó giải phóng xong cái tỉnh này, bắt đầu nó tiến sang đây thì cái thằng này mới tiến xuống được, tiếp được. Thế là anh em phải thông cảm là mình chưa thể tiến quân tiếp được. Chúng ta phải bảo vệ lãnh thổ ở đây đã. Đấy. Còn đối với xem mình đảo qua tình hình ngoại giao này. Nói chung thì không sợ rồi, mình sẽ đánh thằng này. Thằng này. Rồi. Chiến trường luôn luôn biến động không ngừng. Mình cứ làm sao cho hai thằng đệ của mình nó yên ổn, nó không bị chiến tranh gì cả. Là tốt, nó làm cái vùng đệm an toàn cho mình. Và đấy, thằng này nó có đúng một cái quân đoàn đây đóng ở đây. Như thế này mà bây giờ nó chiến tranh thì ai cứu được nó? Lúc nãy tại sao thằng này nó chiến tranh là mình phải đàm phán để hòa bình. Đấy. Bọn này thì vẫn đang chiến tranh loạn lạc với nhau. Kệ chúng nó thôi. Tí mình sao mình khắc khử hết cái khu vực bên đấy. Đấy, đó là một nghệ thuật của chiến tranh. Về lượt này thì hết rồi, mình nâng cấp hết rồi, hết mọi thứ để xây rồi. Và cũng hết tiền rồi. Và lẽ mình sẽ ấn qua lượt đã, xem tình hình tiếp theo là như là mình đang vây cái thành ở đằng kia. Chắc nó sẽ ra nó đánh mình. Thằng Ai Cập. Hiệp ước hòa bình nhá. No. Rồi nó ra nó đánh, biết ngay mà. Nó công thì mình sẽ lợi hơn, mình có thể phòng thủ được. Đấy. Nó có 1, 2, 3, 4 đội kỵ binh. Có 4 đội kỵ binh. Có một đội quẩy đá thôi, hoặc là lính ném lao, được. Trận này cũng không khác gì trận lúc nãy. Cứ phải giết thằng tướng nó trước đã. Tướng của nó là đơn vị kỵ khá mạnh, giết nó trước. Rồi. General! General! That's your service. Đội hình pha năng giãn hết cỡ. Bạn có thấy mình chơi hơi pha khác so với ngày trước đúng không? Ngày trước mình để 4 đơn vị pha năng đứng hàng đầu, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có một chút thay đổi. Đấy, với một faction khác thì mình có một sự thay đổi nó khác đi một xíu. Ra thì nó cũng không có gì khác lắm đâu, bởi vì nó vẫn chỉ là cái cách biến đổi thôi, bởi vì là đơn giản thôi. Pha lăng thì nó thuần, nó chỉ là mang tính chất phòng ngự, nó không có khả năng tấn công cao. Mình mới cho nó phòng thủ cho chiều ngang này, còn đằng sau nếu bị tấn công từ phía sau lưng, mình sẽ cho tướng yểm trợ. Tướng của chúng ta cũng là một tướng sử dụng lính tầm giáo, nên là lính giáo mình không sợ lắm. Nó móc đằng sau thì nó chỉ móc được mấy khẩu pháo thôi, nó có móc cái gì nữa đâu. Đây mình có hai con ngựa đằng sau để yểm trợ nữa, chưa cần nhiều. Đấy, chiến tranh nó cứ thế. If we are victorious. Rồi vào tiếp viện đây. Tiếp viện nó tít đằng xa kìa. Ngọt. Nó công mình nên nó buộc phải đánh. Lính kiếm của Seleucid thì cũng tạm tạm. Nên lính đời cuối nó còn mạnh nữa. Rồi, bắn đi. Bắn bọn cục tên trước, tí nữa mà áp sát thì bắn thằng tướng. Úi dồi ôi.
Command! Hê, thằng tướng ở đó đi sau bị ăn đạn lạc. Ấy, ấy, ăn đạn lạc. Được, dù sao thì mình cũng hạ được mấy thằng tướng, được ít đạn tướng ở đó. Rồi pháo để hạ quái cánh trung tâm. Cũng thủ rồi. Thủ phải bắn bọn ở cánh trước. Sắp vào tầm bắn rồi. Rồi, bắn vào đây cho anh. Find your target! Bắn bọn này cho anh. Ở đây. Bắn bọn Slinger cho anh. Bọn kia nó gần rồi. Giết tướng. Nó chết rồi ạ. Nó đang be vào rồi. Mất kìa. Kỵ binh của nó xông vào kìa. Giết ngay mấy con ngựa này của nó cho. Missile armed riders. Bật pha lang lên. À, nhanh không cản chết quân mình. Bắn. Fire. Bật ôi chưa bật pha lang rồi. Pha lang. Áp sát rồi bật pha lang lên. Rồi, bật pha lang lên. Rồi, có tướng ở đây không? Ngựa mình hơi yếu, ngựa mình không ăn được đâu ngựa của nó. Mình đã có tướng đây rồi. Ngựa mình ngựa lén lao làm sao ăn được mấy cựu cận chiến. Tướng thì khác đấy, tướng là lính pha lang. À, móc xe bắn đá của mình. Không minh vãi. Mày không biết tao có đơn vị dự bị ở đây à? Bắn vào đây. Chỗ này nó đông quá nhỉ? Rồi. One of our units has used all its ammunition. Crackman Archer. Vẫn chưa được. Ballista. Yes, Commander. Your orders. By your command. At your service. Tarantine Cavalry. Tarantine Cavalry. General. By your command. Đuổi mấy con ngựa này khó lắm. Tarantine Cavalry. Cái này khó hơn. Đây. Our general is under attack. Rồi giết mấy, giết con lạc đà bắn tên này đi để cho kỵ binh của mình lên. Chơi tướng nó. Xong. Không sợ anh em cứ bình tĩnh. Chỗ này bị bắn tên. One of our units has used all its ammunition. Tiến lên. Lùa nhanh không kẻo chết mẹ mất mấy thằng lính của nhỏ. Ôi bọn lén lao này dã man quá. Tiến theo hướng này nhanh. Cứu ngay không kẻo chết. Tiến của mình nhỏ. Xong rồi. Tiến vào. Lùa ngay. Chết dở. Bọn lén lao nó mạnh quá. Đừng chết. Rồi.
không cần giết, chỉ cần lùa cho nó không ném được lao mình thôi. Không được, hiệu này bị ăn đòn nặng quá rồi. Sợ. Rồi, nó nhấp nháy rồi. The men are wavering. Một đơn vị mất à? Mất đơn vị nào ấy? Đây cầm giáo à? Bỏ chạy rồi. Không phải mất. Kiếm tiến lệ. Nó đang bỏ chạy rồi. Nó chưa chết thằng tướng này là nó còn lì quá nhỉ? Pha lặng mà không. Chạy em ơi. Tiến. Công xoay. Đánh luôn. Rồi mấy thằng tiến rồi, xíu đuổi. Ê, quái. Quái. Không được để nó áp sát. Không thủ đâu, bắn bọn này. Wow, thanh niên này gần chết rồi, sông ác thế. Thanh niên này hổ báo phết nhỉ. Tiến lên. Nó nhấp cháy rồi, cố lên. Ui ô. Đây, đám chỗ này lên. One of our units has used all its ammunition. Lên. By your command. Wow, thằng này chiến đấu lì thế. Rút. Chạy à? Thôi rồi, không sao. Chúng ta có thể về mua lại quân được. Vì trận này rất khó bởi cái đơn vị quân này nó là quân mới thành lập, chưa có rank lắm. Cái chính như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, chúng ta chiến được hai tỉnh này của nó rồi. Xong. Êm. Kết thúc. Chứ chắc nó mất đơn vị quân nào đâu. Mình nghĩ là nó vẫn còn một chấm chấm kia, nó chỉ bỏ chạy thôi. Có thể một đơn vị kiếm nhưng mà mình mất rồi. Mình sẽ không để ý kịp bọn ném lao tầm đợt 2 của nó vào tiếp viện, nó bắn mạnh quá. À, mất một đơn vị kiếm rồi. There's a time when warriors must sheathe the sword and talk. Chả cần hòa bình. Đang thích chiến tranh. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok. Cái gì đây? Tăng tốc độ nghiên cứu bên quân sự với dân sự. Mình đang nghiên cứu dân sự thì tăng vào đây. Rồi. Tướng này lên cấp. À, chúng ta có một đứa con này. Hóa ra chúng ta có thêm baby. Đây. Baby. Đánh auto trận này sẽ mất ít quân. Thôi mà. Chiến đã. Mất có một thằng kiếm về mua lại được. Còn mất thêm một thằng speed nữa. Thôi kệ. Auto cho nó nhanh. Rồi. Bây giờ thì mình ổn rồi. Public order, nhưng mà thôi. Mình nghĩ là mình sẽ thay cái điện thờ ở đây đã để tăng trị an cái vùng này và đồng thời cải tạo văn hóa đã. Rồi nghiên cứu vào đây đã. Nâng ruộng lên để có thêm lương thực, không hết lương thực. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.